Ở video trước mình đã recap lại về sự kiện Scary Fast của Apple khi mà họ cho ra mắt các con chip mới M3, M3 Pro và M3 Max, cùng với đó các dòng sản phẩm MacBook mới. Và qua sự kiện này, ngoài việc là chúng ta có những con máy mới đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những gì về định hướng tương lai của Apple và những sản phẩm tiếp theo của Apple sẽ như thế nào. Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Tân về các sản phẩm MacBook mới 14, 16 inch thì hãy đặt hàng ngay ở Mark One nhé. Đường link mình sẽ để phía bên dưới để cho các bạn có thể tham khảo và đặt hàng ngay. Ok, đầu tiên chúng ta nói về chip trước đi. M3, M3 Pro và M3 Max đang được lại ở trên tiến trình đó là 3 nanomet, tức là giống với cả con chip ở trên chiếc iPhone mới nhất của chúng ta, có con chip A17 Pro. Tức là ở trên con chip này nó cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều và cái lượng điện tiêu thụ ra cũng ít hơn. Ở trong sự kiện thì Apple cũng nói luôn CPU ở trên những con chip M3 sẽ nhỉnh hơn M2 khoảng 15% về nhân hiệu suất cao và 30% về nhân tiết kiệm điện. Còn ở GPU, Apple cũng đề cập đến con chip M3 cũng chỉ tốn điện đó là 1/2 so với cả chip M1, nhưng lại cho ra những cái hiệu suất nó tương tự như vậy. Và nếu như Apple đã quảng cáo rất nhiều về GPU ở trên con chip A17 Pro rằng là nó có thêm công nghệ Ray Tracing này, hỗ trợ chơi game rất là tốt và hình ảnh chân thực hơn, thì ở trên những con chip M3 như thế này nó cũng có những công nghệ đó, và ngoài ra có những công nghệ chuyên sâu hơn. Đó là ví dụ như chúng ta có thể thấy ở trong sự kiện có Ray Tracing, Mesh Shading và có Dynamic Caching. Và với việc GPU ở trên iPhone được nâng cấp mạnh như vậy, về GPU có thể chơi được cả những tựa game AAA như là Resident Evil Village, thì liệu MacBook với những con chip mới M3 series liệu có thể trở thành một cái máy gaming không nhỉ? Nếu mà nó có thể là máy gaming thì ok, rất là tốt. Bởi vì ngày trước MacBook luôn bị cả khịa là một chiếc máy không chơi được game, một chiếc máy chỉ để làm việc mà thôi, rất là tù túng. Thì bây giờ nếu mà nó chơi được game thì ok. Nhưng cái ý chính của Apple thì khi mà nâng cấp cái GPU này lên, và mình cũng nghĩ đây là một hướng đi đúng, họ nâng cấp GPU lên không phải là để chơi game mà để phục vụ nhiều đối tượng làm công việc chuyên nghiệp hơn. Ví dụ như là làm phim, làm đồ họa 3D hay thậm chí là làm game. Những nhà làm game ở trên MacBook có thể là được tùy chỉnh nhiều hơn, được là sáng tạo nó rộng hơn nhờ những cái GPU như thế này. Và đây cũng là một cái hướng đi rất tốt của Apple khi mà đẩy hơn nhiều đối tượng hơn nữa, và ưu tiên cho MacBook là một sản phẩm đi đầu trong những công việc chuyên nghiệp. Với con chip M3 Pro thì nhờ có tiến trình mới nên dù cho mình để ý rằng cái số nhân hiệu năng cao của CPU với cả số nhân GPU nó đều ít hơn so với cả M2 Pro, nhưng nếu mà để đem về hiệu suất tổng thể thì có thể là M3 Pro nó vẫn đang mạnh hơn so với cả M2 Pro nhá. Còn về M3 Max thì chắc chắn là sẽ được chăm chút nhiều nhất rồi, bởi vì những cái gì tốt nhất nằm trên con chip này luôn mà. Chúng ta sẽ có nhân tối đa là 16 nhân CPU và đến 40 nhân GPU. Đặc biệt là ở trên RAM của M3 Max thì cũng tối đa là 128GB, tức là cái số GB RAM ở trên này nó phải nhiều như là con Mac Pro luôn. Những con Mac Pro là những con máy như thế nào đi? Đây, một con máy như thế này là một con máy rất mạnh luôn đó, và nó chỉ nằm ở trên một chiếc laptop mà thôi. Như vậy là họ cũng đã làm cho những cái gì tốt nhất mang lên MacBook rồi, để đảm bảo rằng có thể làm được nhiều việc nhất ở trên con máy như thế này. Ngoài việc thay đổi về CPU và GPU ra, thì nếu như các bạn để ý ở trên trang chủ của Apple thì bây giờ cái thông số RAM ở trên những con máy 14, 16 inch mà dùng chip Pro với chip Max ấy, thì nó cũng không phải là những con số quen thuộc mà chúng ta thường thấy nữa. Bình thường chúng ta sẽ thấy là 8 này, 16 này, 32 này, 24 này. À mình nhập 24, 32. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy lại là 18GB RAM và 36GB RAM. Tức là những con số nó rất là lẻ và chúng ta không hề quen mắt với cả những con số này. Thì không biết là cái việc mà Apple nâng thêm một chút về RAM như thế nhưng mà lại cắt đi về nhân CPU, nhân GPU, nó có tác dụng gì? Đó, mình cũng chưa rõ được, bởi vì chưa có thể là tìm hiểu sâu về hiệu năng, bởi vì chưa có máy ở đây. Tuy nhiên, cái việc làm này chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái cấu trúc chip SoC của Apple đã có thể là làm chủ được. Và họ làm như thế nào? Nâng RAM lên, giảm bớt nhân đi mà vẫn có thể đáp ứng được hiệu năng tốt và cao hơn so với cả thiết bị tiền nhiệm. Như vậy đó đã là một cái sự làm chủ rất tốt và thành công của Apple rồi đó. Đây sẽ là phần mà mình chú trọng nhất trong video này, đó là phân hóa những sản phẩm của Apple và định hướng tương lai của họ. Ở trong sự kiện thì chúng ta nhìn thấy một chiếc MacBook Pro 14 inch và có chip M3 ở bên trong. Và khi mình xem đến đoạn này mình nghĩ kiểu, ủa, vậy làm này rồi đến lúc mà chúng ta bán Pro 13 inch kiểu gì? Nhưng mà đến khi hết sự kiện mình vào ngay trang chủ của Apple á, thì mình tìm mãi không nhìn thấy được cái chiếc MacBook Pro 13 inch 2022 đâu cả. Bởi vì họ đã khai tử dòng máy này, và bây giờ chính thức của chúng ta MacBook sẽ có một cái form chung, tiêu chuẩn chung, tai thỏ,
không còn dòng chữ MacBook Pro hay là MacBook Air trên màn hình nữa, và đặc biệt là không còn Touch Bar. Như vậy thì đây cũng là một lời chia buồn dành cho những ai mà yêu thích Touch Bar mà trông fancy mỗi khi mà chúng ta chụp ảnh check-in với cả là App Store đấy nhá. Bây giờ không còn Touch Bar nữa đâu. Rồi quay lại với cả slide up sản phẩm bây giờ đi. M2 Pro 14 inch với chip M3 thường và Pro 14 16 inch với những con chip mạnh hơn. Như vậy với 4 sản phẩm như thế này chúng ta nhìn rất quen đúng không ạ? Chưa nghĩ ra nó là cái gì. À, 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max cũng là 4 sản phẩm. Và giống như iPhone, bây giờ MacBook cũng sẽ là 4 sản phẩm như vậy luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sự thống nhất trong các cái sản phẩm Apple ra. MacBook và iPhone bây giờ đã giống nhau rồi. Và cái sự khác biệt bây giờ nó sẽ không còn nhiều như ngày xưa nữa. Apple rất biết cách hút máu người dùng. Đây là câu nói mình đã nói quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ Apple đã nâng cấp hơn về cái việc hút máu của mình. Để ý sang iPhone một chút nhé. iPhone cái thời mà 12 series mới ra ấy, 12 Pro Max mặc định sẽ là 128GB luôn. Và sau đó nó cũng được tiếp tục ở trên 13 và 14. Tuy nhiên đến với 15, một phát họ cho ra luôn 256GB và tăng giá bán lên. Thì nhìn sang MacBook nó cũng như vậy. Họ nâng cấp cho chúng ta một cái máy có màn hình lớn hơn, có màn hình 120Hz, có thêm nhiều cổng cắm hơn. Thì đổi lại chúng ta là lại nâng cấp thêm về giá. Nâng cấp về giá như vậy thì Apple lại hút máu nhiều hơn. Mà mặc dù là các cái linh kiện đó thì họ cũng đã có sẵn, bởi vì là kiểu gì họ cũng phải là bản 14 inch mà. Đấy, ngay cả cái việc hút máu thôi cũng đã đồng bộ như vậy rồi. Thì bây giờ Apple sẽ càng ngày càng biết cách hút máu người dùng nhiều hơn đấy nhá. Nên là nếu như các bạn cần các cái sản phẩm mà tốt nhất, phù hợp với mình nhất thì hãy phải xem kỹ các cái phần tìm hiểu và chia sẻ review nhá. Chốt lại ở đây là gì? Việc mà Apple loại bỏ cái dòng 13 inch, Pro 13 inch đi cũng là làm đồng bộ hơn cái lineup sản phẩm của họ. Như ở iPhone, nếu như các bạn dùng Pro thì chúng ta có 15 Pro, 15 Pro Max. Còn dùng phổ thông thì chúng ta có 15 thường và 15 Plus. Thì ở trên MacBook cũng vậy. Những người dùng chuyên nghiệp với những công việc nặng hơn chọn bản 14 inch với những con chip Pro và Max, hoặc là bản 16 inch luôn. Còn nếu mà bạn là người dùng phổ thông thì có thể lựa chọn 13 inch, M13 inch hoặc là Pro 14 inch với chip M3 thường ở bên trong. Tuy nhiên đánh giá ở đây thì mình nghĩ rằng cái bản Pro 14 inch với chip M3 ấy nó sẽ không được nhiều người dùng tin chọn đâu. Bởi vì mặc định của nó chỉ là 8GB RAM mà thôi, mà lại giá 40 triệu đồng. Cùng với đó, như nếu như bạn nào mà đang dùng bản 14 inch cũng thấy là chiếc máy này khá là nặng. Nên nếu mà lựa chọn thì mình nghĩ là chọn cái bản E15 inch 2023 hoặc là E13 inch thôi, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và nếu như áp dụng công thức này thì nếu như các bạn đang kỳ vọng vào một chiếc M3 sắp ra mắt ở năm sau thì mình nghĩ có lẽ là chưa. Và chúng ta cần phải chờ đến con chip M4 ra mắt thì bắt đầu M3 mới có. Giống như iPhone ấy, những cái chiếc máy thường thì phải sử dụng cái chip đời trước thôi. Như vậy thì chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều về việc mà con chip M3 sẽ có trên E sớm đâu nhá. Đó là ý kiến cá nhân của mình. Còn các bạn nghĩ gì về sản phẩm tương lai của Apple và liệu cái định hình như thế này nó có ok hay không? Thì hãy để lại ý kiến bên dưới và comment nhá. Và đừng quên, nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh trên kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.